chia sẻ của thạc sĩ Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam VOC và Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thì trong số các ứng viên tham gia phỏng vấn vòng 2 Tôi khỏe đẹp hơn năm nay, nhiều người đã có kết quả ngoạn mục. Họ không chỉ thay đổi về sức khỏe, thể chất, mà sức khỏe tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Theo đó, tiêu chí chấm điểm ngày càng khắt khe hơn cũng là một áp lực vô cùng lớn với các giám khảo. Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế phát động với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Thạc sĩ Trần Văn Mạnh và Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lâm là một trong những thành viên của Hội đồng giám khảo cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 2 năm 2023. Tôi khỏe đẹp hơn không thuần túy là cuộc đua giảm cân, cũng không phải chỉ là cuộc thi thể hình đẹp. Bởi vậy, đối với tiêu chí của cuộc thi, nếu chỉ dựa vào các chỉ số đơn thuần như chiều cao, cân nặng, vòng eo, thì có lẽ sẽ rất dễ dàng cho giám khảo, nhưng lại biến Tôi khỏe đẹp hơn giống như các phong trào thi giảm cân hoặc chọn người đẹp khác. Giám khảo Trần Văn Mạnh nhấn mạnh, chúng tôi đánh giá cao mọi chỉ số, thậm chí ghi nhận từ việc ứng viên mày mò dựng clip chia sẻ đến việc ứng viên tìm mọi cách lan tỏa tinh thần tập luyện đến cộng đồng. Từ những người giảm thật nhiều cân nặng đến những người có hoàn cảnh, điều kiện sức khỏe chỉ giảm một chút. Từ điểm mạnh, điểm yếu của người trẻ nhất đến người nhiều tuổi nhất khi tập luyện. Từ những người đang đẹp sẵn đến người còn rất lâu mới đạt mục tiêu, đều được khai thác mọi hoàn cảnh, ưu điểm nội tại. Vì những điều trên nên cơ chế chấm nhìn tưởng đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Sẽ có trường hợp giảm nhiều cân hơn lại không được chọn, sẽ có trường hợp vì không giảm nhiều cân nên không thể đi tiếp. Sẽ có người mọi chỉ số đều tốt nhưng khả năng tương tác với giám khảo, clip chia sẻ lại không đủ thuyết phục. Hội đồng giám khảo đã dành rất nhiều tâm sức để tìm ra người xứng đáng đi tiếp vào vòng 3 một cách công tâm nhất. Theo thạc sĩ Trần Văn Mạnh, người dừng lại không có nghĩa là thất bại. Đó là tinh thần của cuộc thi mà ban tổ chức hướng đến và mong các ứng viên tiếp tục giữ vững tinh thần, khỏe, đẹp, lành mạnh, hạnh phúc. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm cho biết, nhìn chung, tất cả các ứng viên cuộc thi năm nay đã chủ động tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng. Biết cân đối đủ các nhóm dưỡng chất quan trọng, bao gồm chất bột đường, chất béo, protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể trong mỗi bữa ăn. Nhiều ứng viên đã biết điều chỉnh các nhóm thức ăn, lựa chọn các món ăn để phù hợp với thể trạng và mục tiêu sức khỏe đề ra. Ví dụ, ứng viên Nguyễn Thị Nha Trang đến từ Bắc Giang có tiền sử 8 năm trời mất ngủ kinh niên. Chị đã mất nhiều thời gian, công sức, thử nhiều biện pháp mà không cải thiện được. Nhưng khi thực hành dinh dưỡng lành mạnh, kết hợp rèn luyện sức khỏe đều đặn, chị đã cải thiện dần tình trạng mất ngủ, sức khỏe từ đó cũng ổn định hơn. Tham gia Tôi khỏe đẹp hơn lần 2, ngoài hiểu biết hơn về dinh dưỡng, chế độ ăn, cách uống nước, chị Trang cũng bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất bởi chúng có vai trò quan trọng với sức khỏe. Theo Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm, đây là một tín hiệu rất đáng mừng bởi trên thực tế, mặc dù trên các báo đài, các trang thông tin đại chúng có rất nhiều thông tin về vai trò của vitamin và khoáng chất nhưng nhiều người lại bỏ qua. Tuy nhiên, thông qua cuộc thi này, các ứng viên đã tự tích lũy cho mình những kiến thức về dinh dưỡng, chủ động bổ sung một cách phù hợp. Điều này rất đáng hoan nghênh. Điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho thấy, mặc dù chiếm một tỷ lệ thấp, nhưng khẩu phần ăn của người Việt Nam hầu hết không đáp ứng đủ 100% nhu cầu về các vitamin và khoáng chất. Vitamin bao gồm các loại như A, B, C, D, E, U và được phân chia thành hai nhóm chính. Tan trong nước như B, C và tan trong mỡ như A, D, E. Các loại chất khoáng có thể kể đến như sắt, kẽm, đồng vàng, canxi, magie, natri, kali. Phosphat, sunfat chiếm khoảng 4% trọng lượng cơ thể. Với một người nặng khoảng 5 kg thì chất khoáng chiếm khoảng 2 kg. Vì vậy, mỗi ngày cần bổ sung một lượng khoáng chất tối thiểu để đảm bảo cho các hoạt động của cơ thể. Đa dạng hóa bữa ăn, sử dụng nhiều loại thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày là giải pháp tự nhiên nhất nhằm cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho nhu cầu của cơ thể. Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm cũng cảnh báo, có một số trường hợp ứng viên vì muốn giảm cân nhanh mà cắt bỏ hoàn toàn chất béo ra khỏi chế độ ăn, điều này là hoàn toàn không nên. Nữ giám khảo giải thích, chất béo là thành phần không thể thiếu, cấu tạo nên màng tế bào, nhất là các tế bào thần kinh và nhiều hormone quan trọng, là dung môi hòa tan các vitamin A, D, E, K cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, chất béo cung cấp năng lượng cho cơ thể gấp đôi protein và chất đường bột, mỗi gram tạo ra 9 calo. Trong khi 1 gram đạm và 1 gram đường bột chỉ cho 4 calo, cơ thể khi thiếu chất béo khiến các vitamin vừa kể trên khó được hấp thụ,
ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, nhất là hệ thần kinh. Người lớn dễ bị đau nhức xương, thậm chí loãng xương, nhìn kém, giảm sức đề kháng. Trẻ nhỏ chậm tăng trưởng, thiếu dinh dưỡng, kém tập trung. Trong bữa ăn của người trưởng thành cần 20-25% năng lượng từ chất béo. Trẻ càng nhỏ, càng cần nhiều hơn, thậm chí lên tới 40-60% nếu dưới 6 tháng. Lưu ý, với trẻ nhỏ, tỷ lệ chất béo động vật không nên vượt quá 70% tổng số chất béo khẩu phần ăn. Do đó, thay vì loại bỏ hoàn toàn chất béo một cách máy móc, cần trang bị kiến thức để chủ động thay thế nguồn chất béo có hại thành chất béo có lợi thông qua thực phẩm. Có thể tìm thấy chất béo tốt ở quả bơ, ô liu, các loại dầu thực vật, gạo lứt, đậu nành hướng dương, ở các loại cá biển sâu như cá thu, cá trích, cá mòi, chứa nhiều axit béo omega 3, có lợi cho tim mạch, protein chất lượng cao, nhiều loại vitamin và khoáng chất. Đồng thời, hạn chế sử dụng các chất béo có hại từ mỡ động vật, nội tạng động vật, nói không với đồ ăn chế biến sẵn. Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm bày tỏ, tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2, bà cảm thấy rất vui, mặc dù cũng có phần áp lực của những người cầm cân nảy mực, phải làm việc với sự tận tâm và công minh nhất. Bà hy vọng cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp thực hành dinh dưỡng lành mạnh, vận động hợp lý, từ đó hình thành thói quen, lối sống lành mạnh trong việc tự chăm sóc, rèn luyện tới mọi người dân Việt Nam. Ở vòng 3 cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2, ban tổ chức cuộc thi sẽ chấm điểm với các tiêu chí như sau. Người chơi được chọn ở vòng 2, tiếp tục tham gia một tháng tiếp theo để đánh giá chỉ số BMI, chỉ số WHR, đồng thời tự quay clip không quá 3 phút, hướng dẫn người khác thực hành những phương pháp của mình cùng các thông điệp truyền cảm hứng. Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập báo Sức Khỏe và Đời Sống, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, mỗi câu chuyện, trải nghiệm của người dự thi sẽ là thông điệp để lan tỏa tinh thần thực hành dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, từ đó hình thành thói quen, lối sống lành mạnh, chủ động phòng tránh bệnh tật, nâng cao sức khỏe. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi góp phần nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vận động khoa học, giúp người dân cải thiện sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Với một cái cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn thì không chỉ là thí sinh ở trong nước đâu. Chúng tôi chào đón tất cả thí sinh người nước ngoài đang sinh sống và làm việc Việt Nam. Bởi vì đây là một cái câu chuyện của cộng đồng và bất kỳ một người nào tham gia tích cực để khỏe đẹp hơn mỗi ngày ấy, và lan tỏa cái câu chuyện của họ đến với cộng đồng ấy, là chứng tỏ là cuộc thi đấy là đã có cái sự lan tỏa lớn. Và thứ hai nữa là thu hút được cái sự tham gia của đa dạng các thí sinh tham dự cuộc thi mùa thứ hai của Báo Sức Khỏe Đời Sống tổ chức. Cuộc thi này chúng tôi cũng phải là một cuộc thi chú trọng về vấn đề hình thể hay là sắc đẹp. Và cái sự nỗ lực của mỗi người, mỗi thí sinh, cái sự nỗ lực đấy đã được sự đền đáp bằng cái sức khỏe và cái hình thể tốt hơn của thí sinh. Thì thứ nhất là phải hết sức cố gắng nỗ lực. Thứ hai nữa là cái sự nỗ lực chưa đủ mà nó còn kết hợp cả cái vấn đề về khoa học. Đấy là dinh dưỡng hợp lý và vận động khoa học. Thì một khi đã kết hợp được hai yếu tố đấy thì chúng ta có cơ hội để đạt giải. Nhưng mà chúng tôi nói rằng là cái giải thưởng này dành cho mỗi cá nhân là quan trọng hơn là một cái giải thưởng của đơn vị tổ chức trao, bởi vì là cái sự nỗ lực của mình sẽ được đền đáp bằng cái sức khỏe và kinh tế của mình rồi.